Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 54 Tập 54 Hoặc tại chư tư Biển luận nghiệp quả Thẩm định chi hậu Cứ nghiệp thọ sanh Vị trắc chi gian Thiên vạn sầu khổ Hà huống đọa ư chư ác thú đẳng Hoặc tại chư tư Tư ở đây Là cõi quỷ là những cơ quan làm việc Ở trong cõi ngạ quỷ này Là biện luận ở trong các pháp đình đó Có người nói họ tạo bao nhiêu tội nghiệp Bản thân họ không thừa nhận Nên ở nơi đó để biện luận Người thế gian có khi mình tạo tội nghiệp Có thể họ quên mất Cũng có người cố ý không thừa nhận Thế nhưng ở cõi âm Quỷ thần có ghi chép cả rồi Ngàn ngữ nói rất hay ngẩng đầu ba thước có thần linh trên kinh phật nói cho chúng ta biết con người từ lúc ra đời liền có hai vị thần thường xuyên đi theo bạn một vị tên là đồng sanh một vị tên là đồng danh tất cả hạnh nghiệp mà bạn tạo tác họ đều ghi chép nó lại rồi đến lúc sắp mạng chung gặp vua diêm la thì hồ sơ ở chỗ vua diêm la rất đầy đủ từng ly từng tí trong đời bạn đều không thể chối cãi được cho nên ở nơi đó biện luận sau khi thẩm định xong thì cứ y theo nghiệp mà thọ sanh bạn đi đầu thai ở cõi nào thì phải đi đến đó thôi trên kinh địa tạng nói rất rõ ràng vua diêm la có quyền lực tăng thêm tội cho bạn hoặc là miễn xá tội cho bạn hay không không có quyền lực này ngài rất công bằng rất chánh trực dựa theo những gì bạn đã tạo mà phân phát cho bạn ngài không có quyền lực tăng thêm tội cho bạn cũng không có quyền lực miễn xá tội cho bạn nếu như ngài tăng thêm hoặc miễn xá là bị phạm pháp rồi cho nên tiền đồ cả đời của mình thực sự là do chính mình làm chủ chứ không phải do họ làm chủ điều này chúng ta nhất định phải biết lúc này người chết phải tiếp nhận những sự phán xử này ở âm giang vẫn chưa có định án họ rất sầu khổ thiên vạn sầu khổ đây là lúc chưa có định án sau khi định án xong nếu như nói nghiệp ác nặng Thì thì nhất định phải đến ba đường ác Để mà thọ sanh Đi thọ sanh ở ba đường ác Cũng có nghiệp duyên Tìm cha mẹ ở cõi súc sanh Thì cha mẹ đó trong đời quá khứ Có duyên phận với họ Ở trong cõi ngạ quỷ Và ở trong cõi địa ngục Phần nhiều là hóa sanh ở trong cõi quỷ cũng có thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh Còn ở trong địa ngục hoàn toàn là hóa sanh Nếu như không phải hóa sanh Mà là thai sanh hoặc noãn sanh Thì nhất định phải tìm cha mẹ Duyên, Phật đã nói rất rõ ràng Tóm lại không ngoài bốn loại Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ người chưa có giác ngộ đời đời kiếp kiếp phải làm cái việc này. Sau khi giác ngộ rồi thì sẽ khác. Con người sau khi giác ngộ đó là trong khoảng một niệm. Họ chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Chuyển nghiệp báo thành thị hiện. Chư Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian Cần dùng thân gì để độ Ngài liền thị hiện thân ấy Cho nên chuyển cảnh giới Thực sự là trong khoảng một niệm Một niệm này của chúng ta có thể chuyển lại được hay không? Nói trên lý luận là chắc chắn được nói trên sự vậy thì hoàn toàn xem trình độ giác ngộ của chính mình bạn thật sự giác ngộ rồi thì rất dễ dàng chuyển trở lại được làm sao biết chuyển trở lại người chuyển trở lại được chắc chắn không có mình nếu như vẫn còn ta thì chắc chắn chưa chuyển trở lại. Bởi vì bạn còn chấp ngã, đây là phàm phu, không phải Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát không có ngã. Nếu dùng tiêu chuẩn của kinh Kim Cang thì các vị sẽ rất dễ dàng hiểu được. Không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng là bạn chuyển trở lại rồi. nếu như bạn vẫn còn bốn tướng trên thì bạn chưa có chuyển trở lại muốn chuyển như thế nào nỗ lực chuyển như thế nào cũng không thể chuyển lại được bạn muốn hỏi vì sao bởi vì bạn có tưởng bạn có niệm tưởng là vọng tưởng bạn có phân biệt bạn có chấp trước thì bạn không thể chuyển lại được rồi cho nên thực sự muốn chuyển trở lại thì vọng tưởng phân biệt chấp trước thảy đều buông xả khởi tâm động niệm nghĩ đến tất cả chúng sanh là bạn chuyển trở lại rồi cái thân này của chúng ta có được từ cha mẹ là thân nghiệp báo một khi chuyển trở lại thì đây là hóa thân thị hiện hoàn toàn không có sanh tử hoàn toàn không có phiền não hoàn toàn không có nhân ngã thị phi vậy là bạn thật sự chuyển trở lại rồi thật sự chuyển trở lại thì đời sống công việc của họ cũng giống như bình thường vậy không có thay đổi nhưng tâm lý thì thay đổi trước đây là vì chính mình hoặc là vì gia đình hoặc là vì đoàn thể của mình Hiện nay là gì tận hư không khắp Pháp giới Thị hiện giống như chư Phật Bồ Tát Không hai không khác Đây gọi là siêu phàm nhập thánh Đây gọi là thật sự dứt sanh tử Ra khỏi tam giới Vào cảnh giới của Phật Bồ Tát chúng ta học phật nếu có thể khế nhập cảnh giới này mới là thành tựu viên mãn nếu nói đến phương pháp dụng công nói thật ra chính là nhìn thấu buông xả thật sự nhìn thấu thật sự buông xả là được rồi đoạn kinh văn này pháp sư thanh lương chú giải tương đối phong phú các vị có thể tự mình tham khảo mời xem kinh văn dưới đây thị mạng chung nhân vị đắc thọ sanh tại thất thất nhật nội niệm niệm chi gian vọng chư cốt nhục nguyễn thuộc giữ tạo phước lực cứu bà đây là sự thật lúc còn sống không biết sau khi chết rồi gặp phải khổ nạn vào lúc này không có nơi đương tựa thực sự là lẻ loi hiu quạnh hy vọng duy nhất của họ là hy vọng người thân quyến thuộc có thể tu phước giùm họ có thể siêu độ họ thế nhưng có rất nhiều người thân quyến thuộc không hiểu rõ đạo lý này thuận theo tập tục của thế gian Giống như lời trong kinh phía trước nói Sát sanh Cúng tế quỷ thần Cầu tà đạo giúp đỡ Võng lưỡng chính là tà đạo Không những chẳng giúp ích được gì Trái lại còn có hại Đây là do người thế gian không biết không có người hướng dẫn chúng ta nói đến sự đáng thương nói đến sự thê thảm thì không gì bằng điều này còn nghiêm trọng hơn so với thọ khổ nạn cực lớn lúc còn sống ở thế gian không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần trong kinh nói tội phước đích thực chính là chỉ thập thiện thập ác chúng ta không cần nói quá cao đừng nói quá huyền bí chỉ nói rất đơn giản lấy ngũ giới thập thiện làm tiêu chuẩn phá giới tạo ác là tội nghiệp vô biên trì giới tu phước tu phước chính là chăm chỉ làm theo thập thiện nghiệp đạo đây là gốc rễ chính yếu của việc làm người chúng ta cho nên sau khi chết rồi dựa vào người khác đến giúp đỡ đó là một ẩn số đặc biệt là vào thời đại hiện nay những thành phần đáng tin cậy ngày càng thấp đi người trong xã hội hiện nay cho rằng đây là mê tín chúng ta thử xem người tuổi trẻ thế hệ sau này nếu như không có người cố gắng chỉ dạy họ thì ai còn có thể tin được đây hay nói cách khác sau khi chết rồi gặp phải những chuyện khổ nạn bạn mong ai đến giúp đỡ bạn không có ai giúp đỡ cả sự thật này là vấn đề thiết thực của chúng ta Giả lại nghĩ đến nó là sự việc trước mắt Với bản thân chúng ta Về mặt thời gian mà nói Là thật vô cùng gần gũi Phật ở chỗ này chỉ dạy chúng ta Nhắc nhở chúng ta Hiện tại khi thân thể còn đang khỏe mạnh Thì nhất định phải chăm chỉ nỗ lực tu học Công đức phước đức này Mình hướng được trọn vẹn. Đây là Cúng thất Là căn cứ của việc cúng thất Cho người sau khi chết đi Đây là căn cứ trên kinh điển Quá thị nhật hậu Tuy nghiệp thọ báo Thị nhật Chính là trong 49 ngày Tuyệt đại đa số trong 49 ngày Đều chuyển thế Ở đây cũng không biết Đi luân hồi về cõi nào Là đại đa số Cũng có một số ít Trong 49 ngày Chưa có đi đầu thai Có một số ít Thậm chí là Dài năm Mấy mươi năm Cũng vẫn chưa đi đầu thai Đều ở trong trạng thái của trung ấm Có Đây là loại người nào vậy? Là người đặc biệt chấp trước Họ không có đi đầu thai Người đặc biệt chấp trước thân thể chúng ta thường gọi là quỷ giữ thay ma họ không đi đầu thai họ không nở rời khỏi thân thể của mình loài quỷ này phần lớn là gì là họ ở trong mồ mã ngoài ra là thí dụ người không nở từ bỏ nhà cửa của họ thường thường họ cũng không đi đầu thai ngôi nhà đó biến thành nhà ma có loại tình trạng này Nhưng là thiểu số Đại đa số Đều theo nghiệp mà đi thọ báo Người chấp trước tương đối nhẹ Tùy nghiệp mà đi thọ báo Nhược thị tội nhân Động kinh thiên bách tuế trung Vô giải thoát nhật Thời gian chúng ta ở cõi người rất ngắn ngủi Rất ít người có thể sống được 100 tuổi Là rất ít Trong thời gian ngắn như vậy Những tội nghiệp đã tạo này Cũng quá đủ cho bạn thọ rồi Trong lúc bạn thọ báo Thiên bách tuế trung Vô giải thoát nhật Bạn phải thọ quả báo này Đây là nói điều gì vậy? Bạn ở cõi ngạ quỷ Bạn ở cõi súc sanh Thọ báo trong cõi súc sanh Đừng cho rằng tuổi thọ của nó rất ngắn ngủi Súc sanh ngu si Súc sanh chấp trước Cho nên rất khó thoát ra thân hình của nó Phật ở trên kinh đã từng nói qua Năm xưa có một ổ kiến trong giường kỳ thọ cấp cô độc Phật nói cho mọi người biết Ổ kiến này trải qua bảy đức Phật nhập diệt rồi Nó vẫn chưa thoát ra khỏi thân kiến Không phải nói tuổi thọ của kiến rất dài Sau khi chết rồi vẫn đầu thai thành kiến ở trong cái ổ này bởi vì nó chấp trước cái ổ đó là nhà của nó Chấp trước cái thân hình đó chính là nó Sau khi chết rồi vẫn làm kiến Thông thường chúng ta nói Một Phật ra đời là ba đại A Tăng kỳ kiếp Bảy Đức Phật là 21 A Tăng kỳ kiếp Nó cũng chưa thể thoát khỏi thân kiến Bạn nói có nguy hiểm hay không? cho nên đây là việc rất đáng sợ những việc ngu si khờ dại này nói lời thành thật mỗi người chúng ta đều đã từng làm qua rồi không chỉ làm một lần không biết là đã làm bao nhiêu lần rồi vô lượng kiếp đến nay hiện nay trong đời này gặp được phật pháp Đọc được kinh điển Nghe được Phật khai thị Sáng tỏ trở lại rồi Có phải thật sự sáng tỏ trở lại hay không? Chân thật sáng tỏ rồi Thì bắt đầu từ hôm nay Nhất định không làm gì khờ dại này nữa Nếu như vẫn còn tạo 10 nghiệp ác Vẫn còn hủy phạm ngũ giới là bạn chưa có sáng tỏ bạn không phải chân thật sáng tỏ người chân thật sáng tỏ sẽ không làm nữa trong một đời này phải hạ quyết tâm vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi không những nói thân thể của chúng ta cái thân này là thân cuối cùng Đầu thai ở trong lục đạo luân hồi Đây là thân cuối cùng của ta Còn phải tiến thêm một bước nữa Lập tức chuyển đổi cái thân này Thành thân ứng hóa Chuyển nghiệp báo của chúng ta Thành thị hiện bạn học phật như vậy là thật sự có công phu thật sự có thành tựu rồi bạn đạt được lợi ích viên mãn tiên sinh phương đông mỹ năm xưa nói học phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người có lẽ sự hưởng thụ cao nhất của thầy vẫn chưa có đạt đến cảnh giới cao như vậy thực sự ở trong đời này có thể chuyển phàm thành thánh lão cư sĩ lý Bỉnh nam thường nói thay đổi tâm lý đem tâm phàm phu tâm luân hồi của chúng ta chuyển đổi thành tâm bồ tát chuyển đổi thành tâm phật tâm luân hồi chính là mười nghiệp ác thập thiện thập ác tâm bồ tát là thanh tịnh bình đẳng giác dùng thanh tịnh bình đẳng giác thành lục độ ba la mật các vị nên biết thanh tịnh bình đẳng giác thành lục độ ba la mật Chính là thập đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền Đây là sự chuyển đổi lớn Bên dưới nói Nhược thị ngủ vô gián tội Đọa đại địa ngục Thiên kiếp vạn kiếp vĩnh thọ chúng khổ đây là sự thật ở xã hội ngày nay tạo năm tội vô gián rất dễ dàng vào thời xưa người trước đây đều xem trọng giáo dục tuy là trường học không nhiều dường như giáo dục không có phát triển như hiện nay đây là người thông thường nhìn từ khía cạnh hình tướng thực ra hình tướng cũng chưa thấy rõ ràng người xưa xem trọng giáo dục hơn người hiện đại chúng ta người không biết chữ cũng coi trọng giáo dục không giống như hiện nay hiện nay nói lời thành thật xây trường học rất nhiều lập ra rất nhiều đại học lập ra rất nhiều viện nghiên cứu mà lơ là giáo dục người xưa luôn nghĩ đến tương lai Đều biết có đời sau Cho nên họ đều biết nghĩ cho đời sau Biết tích đức Biết hành thiện Người hiện nay không biết đạo lý này người hiện nay tạo tác đều là tự tư tự lợi chỉ nghĩ đến mình không nghĩ đến người khác cho nên tất cả hành vi tóm lại không ngoài những chuyện làm tốn người lợi mình đây là tư tưởng của người hiện nay Nhưng làm tổn hại người Có phải thật sự là lợi mình không? Việc lợi mình Đó chính là trong kinh Phật Dí như liếm mật trên lưỡi dao vậy Cho rằng mình đạt được lợi ích Thật ra là mình tạo năm tội vô gián bản thân bạn ngày nay được lợi ích bạn có thể hưởng thụ được mấy ngày bạn có thể hưởng thụ được những gì nói thật ra là cũng chẳng được gì cả bạn nói bạn có được của cải của cái ở đâu trên người một xu cũng không có chỉ là những con số rỗng tuếch hết sức trừu tượng nhà cửa đất đai của bạn nhiều đi nữa chỗ bạn đang đứng đó chiếm diện tích chưa đến một thước tối bạn đi ngủ cũng chẳng qua cái giường là một thước tám mà thôi Bạn được cái gì chứ? Được là vô lượng vô biên Nghiệp tội Là bạn được những thứ này Những nghiệp tội này Tương lai là phải thọ báo Ở địa ngục Ngủ vô gián Là bạn đi làm những chuyện này Cái gì thử nghĩ xem Đây đâu phải là giáo dục chứ đó dứt khoát là tà thuyết là hầm lửa là âm mưu hiện nay không phải giáo dục giáo dục hiện nay đã không còn nhìn thấy nữa rồi giáo dục thời cổ đại của trung quốc là dạy bạn luân lý đạo đức bạn hiểu rõ rồi bạn có thể làm được sẽ không mất phước báo nhân thiên đời sau vẫn có thể hưởng thụ phước báo nhân thiên nhất định không bị đọa địa ngục đây là giáo dục giáo dục nhà phật còn thù thắng hơn nữa giúp bạn thoát khỏi lục đạo thoát khỏi luân hồi giúp bạn làm phật làm bồ tát làm phật làm bồ tát là khôi phục tánh đức viên mãn của mình Không gian sống của chúng ta Là tận hư không khắp Pháp giới Hư không Pháp giới là chính mình Bạn là chân thật đạt được rồi Nếu bạn chưa giác ngộ Thì một chút cũng không thể đạt được Nếu như bạn thật sự giác ngộ rồi thì tận hư không khắp pháp giới bạn có an toàn đạt được rồi như thế thì làm sao giống nhau được chứ mời xem kinh văn dưới đây phục thứ trưởng giả như thị tội nghiệp chúng sanh mệnh chung chi hậu Quyến thuộc cốt nhục Vì tu doanh trại từ trợ nghiệp đạo Vị trai thực cánh Cập doanh trai chi thứ Mệ cam thái dịp Bất khí ư địa Nải chí chư thực Vị hiến Phật tăng Vật đắc tiên thực Đây là nói rõ Người thân quyến thuộc tu phước cho người chết đã nêu ra một thí dụ ở trong thí dụ này các vị nhất định phải biết tinh thần của nó ở trong đó tại vì sao họ lại được phước đều ở hai chữ thành kính khi không có tâm thành kính dù làm theo phương pháp này vẫn không thể được phước chỉ có chí thành cung kính chứ không có gì khác tâm thành kính là tánh đức tâm thành kính là chánh giác cho nên các vị phải biết, không thành kính đó là tướng mê hoặc. Đó là nghiệp chướng. Thành kính là giác ngộ. Thành kính là tánh đức bộc lộ ra. Thành kính là bát nhã phóng quang. Ở đây nêu ra một thí dụ là thí dụ doanh trai. Doanh là tổ chức là chế tạo tức là bạn đang làm tiệc chay đây là trong cửa phật chúng ta thông thường gọi là cúng ngọ cúng bữa trưa đó gọi là doanh trai Doanh trai bạn phải chú ý đến Vị trai thực cánh Cặp doanh trai chi thứ Là khi bạn đang làm những món chay Và cơm chay này Phải có tâm cung kính Mễ cam thái dịp Bất khí ư địa Đây là kính trọng đồ vật Mễ cam là gì? Là nước vo gạo Cơm chay này của ta Là để cúng chay Cúng dường Chư Phật Cúng dường quỷ thần Đối với các ngài có tấm lòng tôn kính như vậy Khi việc làm chay này của chúng ta chưa làm xong Thì nước vo gạo Cũng không được đổ tùy tiện Không được đổ giải ra nơi đất Chân thành cung kính đến mức độ này nhất định phải đợi đến khi sự việc này làm viên mãn rồi thì mới xử lý số rác này nước vo gạo lá rau đều là đồ bỏ đi không dùng đến đây là điểm mà người làm đồ chay Hiện nay rất ít người biết Lá rau nhặt ra không dùng lập tức liền dứt bỏ đi Hướng hồ là nước Vo gạo chứ Nãy chí chư thực vị hiến Phật tăng Vật đắc tiên thực Tiên thực là gì? Nếm thử mùi vị Ở trong nhà bếp bạn nấu ăn thường hay nếm mùi vị Đó là gì? Sau khi bạn ăn rồi mới cúng Phật Là đại bất kính Đây là hầu hết mọi người thường hay phạm Mà không biết, không ý thức Không được phép Điểm này Người Trung Quốc không bằng người nước ngoài những người đầu bếp nước ngoài tuyệt đối không có nếm thức ăn vì sao vậy nó không có gì họ nếm cái gì chứ thức ăn nước ngoài lạc và không có gì không có gì đồ gia vị là đựng trong chiếc lọ nhỏ này bày ngay trước mặt bạn tự mình nếm nếm cho nên nó không có gì bạn ra nước ngoài để ăn đồ ăn nó đều là đồ luộc cả không có mùi gì gì nhưng mà những đồ gia vị đó đều bày ngay trước mắt bạn tự mình nêm nếm, nếm, nếm. Làm như vậy rất có đạo lý Khẩu vị của mỗi người khác nhau Nếu họ nêm nếm mùi vị xong Thì bạn bị họ chi phối rồi Tôi tự mình nêm nếm Là bản thân tôi có thể làm chủ Tôi thích ăn vị đậm đà một chút Hoặc là nhạt một chút Tôi có thể làm chủ được Người ta làm sẵn cho bạn rồi Bạn không còn chỗ nào để lựa chọn Nên phải ngoan ngoãn nghe theo sự an bày của họ cho nên điều này tôi cảm thấy nước ngoài hay Nước ngoài hay hơn Trung Quốc Thức ăn họ nấu ra là do luộc chín Dầu và muối thể đều không có Ở Trung Quốc trước đây Tông việc cúng tế cũng là như vậy Cũng là không nêm nếm Đây là tâm cung kính đích thực chú trọng về mặt ẩm thực Thì cần phải biết đạo lý này Như hữu vi thực cập bất tinh cần Thị mạng chung nhân liễu bất đắc lực Những thứ cúng dường này của bạn họ không được một mấy may phước báo nào cả Vi thực là gì? Là chưa có cúng dường Phật tăng Bạn đã ăn trước rồi bạn đem thức ăn thừa của bạn cho người khác Đừng nói đối với Phật Bồ Tát Mà đối với quỷ thần Đối với người cũng không cung kính rồi Hoặc là bất tin cần Không được tin sạch Tức là bạn không nghiêm túc làm việc này Không có thành ý Không có tâm cung kính làm việc này Nên người chết này cũng không được lợi ích không nhận được sự giúp đỡ của bạn nếu như chúng ta là cúng phật khi cúng ngọ cúng phật nếu như có vi phạm như thế thật sự là có tội với phật bồ tát nhưng phật bồ tát đại từ đại bi tuyệt đối sẽ không trách bạn phật bồ tát không trách bạn nhưng thần hộ pháp chán ghét bạn thần hộ pháp là phàm phu họ không phải là phật bồ tát nên người gây phiền phức đều là thần hộ pháp bạn làm rất đúng như pháp rất cung kính thì thần hộ pháp cũng cung kính đối với bạn bạn làm không đúng như pháp thì thần hộ pháp cũng sẽ ghét bỏ bạn cho nên đạo lý này nhất định phải biết chúng ta thường ngày không phải lúc giảng kinh các vị cũng phải thấu tình đạt lý nhìn thấy người khác làm vậy cũng đừng nói nói sẽ có lỗi với họ ai chịu tin bạn chứ người thế gian đều làm như vậy cả mà họ cảm thấy họ không có làm sai nếu bạn nói với họ họ sẽ nói bạn là nhiều chuyện chỉ vì chúng ta phải gây xích mích với họ giảng kinh là Đức Phật nói ở trên kinh họ nghe vậy thì không có gì để nói là do phật nói chứ không phải tôi nói tôi không có kiếm chuyện với anh là phật dạy chúng ta làm như vậy cho nên chúng ta đọc kinh nghe kinh phải giác ngộ phải biết mình cần phải cải tiến như thế nào cải tiến chính là tu hành là điều chỉnh hành vi sai lầm của chúng ta Bên dưới nói Như tinh cần hộ tịnh Chúng ta làm một cách chân thành cung kính Làm chay đúng như lý như pháp Nói thật ra làm chay Ăn uống mỗi ngày chính là làm chay Ý nghĩa đích thực của chữ trai là ăn một bữa giữa ngày chúng ta hiện nay mỗi ngày ăn ba bữa ba bữa chưa đủ buổi tối còn phải ăn khuya nữa còn phải ăn mấy bữa điểm tâm một ngày ăn bảy tám lần nói thật ra là hơi quá Thế nhưng chịu thật thà niệm Phật Thì thần hộ Pháp cũng sẽ tha thứ cho bạn Họ mắt nhắm mắt mở Nếu bạn chịu niệm Phật Thì thôi tốt rồi Nếu như không chịu niệm Phật nữa Thì thần hộ Pháp phải chỉnh bạn Chúng ta nhất định phải hiểu rõ đạo lý này Tu hành đúng như lý như Pháp Thật sự là chư Phật hộ niệm Long thiên tôn kính bạn cho nên tinh cần hộ tịnh Phụng hiến Phật Tăng Chữ Tăng ở chỗ này các vị phải nhớ kỹ Không phải chuyên chỉ cho người xuất gia Ngài là nói nghĩa rộng Tăng là chúng hòa hợp Đệ tử của Phật Bất luận là tại gia hay xuất gia bốn người cộng tu với nhau tuân thủ lục hòa kính đây liền gọi là tăng chúng gọi là tăng đoàn hầu hết mọi người hiện nay khi nhìn thấy chữ tăng đều cho là người xuất gia ý nghĩa là bị sai lệch rồi tức là đối với người xuất gia thì tôn trọng còn đối với người tại gia thì không tôn trọng chúng ta sai rồi có một số người tại gia thật sự là tu lục hòa kính vậy mà chúng ta lại lơ là người xuất gia chưa chắc là tu lục hòa kính cách hành sự của chúng ta là điên đảo rồi cho nên chữ tăng ở chỗ này phải khẳng định chính là chỉ tăng đoàn hòa hợp bất luận là tại gia hay xuất gia người thật sự phát tâm tu hành người rõ lý họ là tăng thật sự những cách xưng hô trong nhà phật này chúng ta phải biết rõ ràng đối với thân phận người xuất gia chỉ có tỳ kheo và tỳ kheo ni sa di sa di ni đây là người xuất gia còn lại xưng là pháp sư hay hòa thượng xưng là a xà lê trong đó đều không có phân chia xuất gia hay tại gia gì người tại gia cũng xưng là hòa thượng ý nghĩa của chữ hòa thượng là gì chữ hòa thượng là dịch âm tiếng phạn ý nghĩa của nó là thân giáo sư tức là ngày nay chúng ta gọi là thầy giáo thầy trực tiếp dạy ta ấn độ xưa xưng là hòa thượng người không phải trực tiếp dạy ta giống như chúng ta ở trong trường học vậy đi học ở trong một ngôi trường thì thầy giáo rất nhiều có một số thầy cô dạy ta có một số thầy cô không có dạy ta họ là thầy cô trong trường chúng ta rất nhiều nhưng không dạy ta chúng ta cũng quen gọi là thầy ở trong phật pháp người không có dạy chúng ta xưng là a xà lê xưng là pháp sư người trực tiếp hướng dẫn chúng ta xưng là hòa thượng hòa thượng quan hệ với chúng ta vô cùng mật thiết thông thường hầu hết trụ trì các tự diện xưng là hòa thượng là giống như hiệu trưởng trong trường học vậy tuy hiệu trưởng không có dạy lớp của bạn nhưng vẫn là trực tiếp dạy bạn bởi vì họ chủ trì chính sách giáo dục sắp xếp chương trình họ mời những vị thầy giáo đó là đại biểu cho họ đến dạy bạn trên thực tế họ là thân giáo sư họ phải chịu trách nhiệm dạy học những vị thầy dạy trên lớp chỉ là người chấp hành mà thôi ở trong phật pháp cũng có thể gọi chung là a xà lê ở trong a xà lê có người dạy ta có người không có dạy ta cho nên tại gia hay xuất gia Già trẻ nam nữ đều có thể xưng là hòa thượng Pháp sư cũng là tên thường gọi Tại gia hay xuất gia cũng có thể xưng hô được Thuật ngữ trong Kinh Phật Chữ Sa Môn cũng là tên thường gọi Tại gia hay xuất gia đều có thể xưng hô được Nhưng trong thói quen của người Trung Quốc hiện nay những danh từ này đều để xưng người xuất gia thực ra là cách gọi chung những việc này chúng ta đều phải biết tinh cần hộ tịnh phụng hiến phật tăng thị mạng chung nhân thất phần hoạt nhất bảy phần công đức họ được một phần nếu như chúng ta làm không đúng như pháp thì một phần cũng không nhận được. Cho nên nhất định phải nuôi dưỡng loại tâm thành kính mỗi ngày. Chúng ta không chỉ là đối với Phật Bồ Tát, đối với những người tu hành mà đối với tất cả chúng sanh cũng phải tu tâm thành kính. Chúng ta đứng ra làm sự việc này thì hiệu lực công đức sẽ rất lớn thị cố trưởng giả diêm phù chúng sanh nhược năng vị kỳ phụ mẫu nải chí quyến thuộc mạng chung chi hậu thiết trai cúng dường chí tâm cần khẩn như thị chi nhân tồn vong hoạch lợi lợi ích mà người còn sống được là sáu phần bảy còn người chết được một phần bảy lý và sự chúng ta cần phải hiểu rõ chỉ sự bồ tát ở chỗ này chỉ nêu ra một việc này phương pháp tu phước cho người chết rất nhiều rất nhiều không sao kể xiết chỗ này chúng ta tổng kết một cái cương lĩnh quan trọng chính là thành kính. Bất luận tu loại phước nào đều phải tinh cần hộ tịnh. Bốn chữ này vô cùng quan trọng. Tinh là thuần khiết chứ không sen tạp. Tịnh là nói trong sạch không ô nhiễm cho nên dùng tiền phải dùng tỉnh tài. Thực sự là tiền của mình xứng đáng có được thì chúng ta bố thí mới có công đức, mới có hiệu quả. Nếu như là tiền của bất nghĩa, nghĩa là lấy của người khác làm đẹp cho ta, vậy thì không được. Đây là bất tịnh, là không thanh tịnh, không phải tỉnh tài bạn dùng loại tiền của này để tu phước thì không được phước cho nên phải hiểu cho thật rõ ràng minh bạch thuyết thị ngữ thời đao lợi thiên cung hữu thiên vạn ức na do tha diêm phù quỷ thần tất phát vô lượng bồ tát chi tâm bồ tát địa tạng và Bồ Tát Phổ Quảng Tu Phước Báo Lớn Lớn ở chỗ nào chị? Một người hỏi một người đáp như vậy Thì đây chúng tham dự Pháp hội Sau khi nghe được Có nhiều chúng sanh phát tâm Bồ Đề như vậy Công đức là ở chỗ này Cho nên phần trước nói Thỉnh tăng chuyển kinh ý nghĩa của chữ tăng ở chỗ này mọi người biết không nhất định là người xuất gia người tại gia cũng được thỉnh những vị pháp sư này giảng kinh hoặc là người tại gia hoặc là người xuất gia đều được thông thường trong thói quen của chúng ta người tại gia giảng kinh nhất định phải thọ giới bồ tát mới phù hợp với lời phật nói trên kinh không phải là người bạch y thuyết pháp bạch y là người chưa có thọ giới thọ giới bồ tát họ mới có thể đắp mạng y đây là không phải bạch y chưa thọ giới bồ tát thì không được phép đắp mạng y hiện nay có rất nhiều nơi nói thọ ngũ giới là có thể đắp mạng y vậy là sai lầm tuyệt đối không được phép thọ giới bồ tát mới được đắp y mới là tăng đoàn Mới được xem là tăng chúng Thọ giới Bồ Tát Bạn thân tòa giảng kinh Bạn mới không bị người ta phê bình Điều này chúng ta phải nhớ kỹ Thọ ngũ giới tuyệt đối không có y Nhưng mặc áo tràng Thì không có sao cả Áo tràng là lễ phục của chúng ta thời xưa Người nào cũng có thể mặc được Bạn chưa có thọ Quy y cũng có thể mặc được Đây là trang phục xưa đây là lễ phục trước đây của người có ăn học mặc vào thời triều hán là lễ phục của thời triều hán người tại gia phần lớn là có thiêu hoa văn người xuất gia thì không có hoa văn màu trơn đặc biệt là ở chỗ này đại biện trưởng giả tác lễ nhi thoái Chúng ta cũng làm lễ mà lui ra Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ Amoc gmail.com Người đọc Hạnh quan Nguyện đem công đức này Hồi hướng đến hương linh nhà giáo Cụ Phan Thế Phả Kính nguyện hương linh Nương nhờ Phật lực Tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo tranh phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà Phật